Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Âm Hiển Tích. Thì trong video ngày hôm nay em gửi đến cho bác đây là một cái lô sản phẩm đồng hồ với những thương hiệu như là Seiko, Orenstar và Citizen, đầy đủ những thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, và nếu như các bác quan tâm về những cái mẫu sản phẩm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 77 872. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho bác về những mẫu sản phẩm này nhé. Và ngày hôm nay thì sẽ có những cái tầm giá và mức giá của nó cực kỳ là tốt. Đấy, tốt nhất hiện tại luôn. Để mà nói thì những cái mẫu của hiện tại em đang siêu giảm cho bác là một trong là những cái mẫu sản phẩm mà nó, để mà nói thì trong những cái thời điểm trước thì giá thành của những chiếc này nó rất là cao. Ví dụ chẳng hạn những cái chiếc NH9110 này. Đó, thì với cái chiếc NH9110 này nếu như các bác để ý thì 39.600 yên. Nếu mà tính cả thuế và công vận chuyển về Việt Nam nữa thì cũng phải rơi vào đấy gần 50.000 yên. Trên dưới 10 triệu cho phiên bản này. Đó, và ngày trước em đang bán mức giá của nó là 6.400.000. Đó, nhưng mà đợt này thì em sẽ sale giảm giá hết cho các bác cực kỳ là sâu với một cái tầm giá cho một chiếc NH9110 này là 5.300.000 đồng cho phiên bản này nhá. Các bác lưu ý là 5.300.000 đồng. Đó, rồi chúng ta sẽ bỏ ra đâu đấy 5.300.000 đồng để đổi lại với một chiếc đồng hồ Citizen với một cái thiết kế cực kỳ đẹp. Ở đây thì các bác có thể thấy là một cái mặt đeo của chiếc này, mặt đeo màu trắng này. Rồi ở đây thì sẽ có một cái viền bên trong là được dập vân nổi Gunichi, còn ở viền bên ngoài thì làm chi tiết trơn. Đó, để tạo nên cái điểm nhấn cho cái vân nổi Gunichi này. Đấy, rồi thiết kế của chiếc này thiết kế 3 kim, một ô cửa sổ tim quần hớt được đặt ở hướng góc 7 giờ. Đó, khá là to bản ha. Rồi ở đây thì sẽ có một dòng chữ Citizen Automatic này. Đấy, rồi các kim cọc giờ của nó là kim cọc giờ kẻ vạch và làm chi tiết vắt cạnh, cho nên là về những cái kim cọc của Citizen nó cũng bắt sáng cũng vô cùng tốt, không kém cạnh gì những cái thương hiệu Nhật khác. Đó, rồi chiếc này thì sẽ có một cái phiên bản, khi mà các bác mua cái chiếc này thì các bác sẽ có một cái phiên bản là phiên bản Made in Japan, phiên bản nhà nội địa nhá. Đó, và đầu máy của chiếc này là đó chính là 8229. Thì với cái cỗ máy 8000 ấy thì đối với bản thân của em và theo như thông số và những cái trải nghiệm của những khách hàng khác thì đầu máy 8200 từ 8000 ấy thì nó sẽ có những cái độ bền bỉ nhất định, một cái độ bền bỉ cực kỳ là cao. Đó, về những cái cỗ máy này và nó có sẽ có độ chống sốc nó cũng khá là ấn tượng. Đó, rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cỗ máy có tần số dao động là 21.600 tần số dao động, và độ tích cóp của những chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 40 giờ tích cóp ha, cũng khá là thoải mái để anh em có thể đeo du lịch rồi anh em đeo văn phòng mà không lo hết cót. Đấy, rồi cái chiếc này thì nó sẽ có ở đây chính là một cái chi tiết mạ vàng hồng toàn bộ cái phần thân vỏ của cái chiếc này. Và có thể thấy ở đây thì với cái chiếc này nó sẽ có một cái phần thân vỏ được mạ vàng hồng PVD cực kỳ đẹp, và có những cái chi tiết phay bóng và phay xước khá là đẹp trên cái chiếc đồng hồ này ha. Đó, rồi ở đây thì nó sẽ có là một cái chi tiết bộ dây da dập vân cá sấu màu nâu, một cái khóa xiên đến từ thương hiệu Citizen làm khá là vuông vức này. Đấy, rồi ở đây thì phần đáy của chiếc này có ghi những cái thông tin cơ bản cho cái chiếc này nhá. Đấy, để mà nói thì nếu như các bác để ý thì với những cái chiếc tầm giá 5 triệu đâu đấy, loanh quanh 5 triệu 6 triệu đến từ nhà Citizen, thì với những phiên bản mặt kính cong này, đó, mặt kính cong này nó đã trang bị cho mình một kính mặt kính sapphire nguyên khối rồi, thì với cái chiếc này với một kích thước size mặt cực kỳ dễ đeo, size mặt của em này là size mặt 40 thì sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy trên dưới 16, thì nó đã trang bị cho mình một mặt kính sapphire nguyên khối. Và nó là một mặt kính cong nhá, một mặt kính cong. Và mặt kính này là kính sapphire nguyên khối cho nên là nó cực kỳ là dễ đeo. Đó, các bác có thể thấy ở đây, mặt kính cong thì nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng là tràn viền khá là đẹp. Và cái chi tiết này thì em đánh giá khá là cao ha. Và nó tạo nên cái mặt đeo của chiếc này sẽ bé hơn một chút so với chúng ta tưởng tượng. Đó, và với chi tiết trên phần kim cọc và về cái thiết kế của chiếc này thì quá là ngon rồi. Đó, rồi ở đây thì sẽ có một cái dòng chữ Citizen này, độ chống nước của chiếc này khá là cao, 100 mét nước phiên bản nhà nội địa. Đấy, rồi chứng nhận sapphire nhá. Ở đây thì nó sẽ có ghi mã máy này 8229. Rồi cái chiếc này thì nó sẽ có là 21, ở đây chính là 21 chân kính ha. Đó, và các bác có thể thấy là về cái búa văng của chiếc này nó xoay cực kỳ là mượt. Đó, về Citizen thì người ta làm cái búa văng nó cực kỳ mượt luôn. Đó, nó cực kỳ nhẹ, nó không giống như những cái thương hiệu khác như là Seiko Oren. Đó, thì nó sẽ có những cái búa văng nhìn trông khá là cứng cáp, nhưng về những cái chiếc phiên bản Citizen này thì nó có những cái búa văng trông chuyển động rất là ảo.
đấy và nó rất là mượt ha. Đó rồi cái chiếc này thì em giảm giá và gửi đến cho bác, mức giá của nó chỉ có là 5 triệu 300 nghìn đồng. Và em cam đoan với các bác là không bên nào bán rẻ như em cả. Đấy em cam đoan với các bác nha, các bác đừng quan tâm về giá. Vì vì giá em lên video ngày hôm nay là giá lấy luôn. Đấy và các bác nếu như đã ưng thì các bác lấy luôn, còn lại thì giá này em không thể giảm thêm được. Đây là cái giá cực kỳ là tốt rồi. Chưa bao giờ các bác kiếm ở đâu ra được một con NH9110 này giá 5 triệu 3 cả. Đấy gần như này đây là giá buôn cho các bác rồi. Đó, đây là cái chiếc đầu tiên nhá, em muốn giới thiệu cho các bác. Tiếp đến đây là một phiên bản khá là hay ho đến từ thương hiệu Oren. Và cái chiếc này cũng không còn xa lạ với anh em nữa, với phiên bản Oren Salomon Gen 5 với bất kiểu dáng thiết kế màu trắng dây đen ha. Đó rồi chiếc này thì chúng ta sẽ đi nhanh qua thôi. Cái chiếc này thì nó sẽ có mã hiệu của em này, đó chính là RN gạch AK này 0305S, và giá niêm yết của hãng đang là 44.000 yên. Thì nếu như tính cả thuế và công vận chuyển nữa thì cũng phải trên 50.000 yên, trên dưới 10 triệu cho phiên bản này. Đó rồi cái chiếc này thì hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá nó cực kỳ tốt. Em đang sale giảm từ 5 triệu 2 xuống còn 4 triệu 8 trong một chiếc Oren Salomon Gen 5 nhá. Đó rồi chúng ta sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp ha, một cái thiết kế vô cùng đặc trưng đến từ nhà Oren của dòng Salomon. Dòng này là dòng Salomon Gen 5 và vơ này là vơ 1 nhá. Đây là vơ 1, vơ 2 thì nó sẽ có cái chi tiết ở đây chính là Salomon, nó không có chữ Salomon. Đấy cho nên là vơ 1 của nó thì nó vẫn còn và vơ 1 của nó thì nó sẽ hiếm hơn một chút cho so với vơ 2 nhá. Đó rồi chúng ta sẽ thấy ở đây đây chính là một cái mặt đeo màu trắng có hiệu ứng chảy tia khá là đẹp trên mặt đeo của chiếc này, thiết kế 3 kim một ô lịch ngày đặt ở hướng góc 3 giờ. Rồi ở đây sẽ có một cái ô báo lịch thứ được đặt ở hướng góc 10 giờ nhá, một ô báo lịch ngày, giờ ngày và giờ đêm được đặt ở hướng góc 5 giờ này. Đấy, chiếc này là phiên bản nhân đôi địa, các bác có thể thấy ở đây sẽ có một dòng chữ Japan và đầu máy F6 B2. Đấy với cái cỗ máy của dòng Salomon Gen 5 này thì các bác không còn lo nghĩ nữa. Đầy đủ những chức năng như là lên có tay dừng game dây khi chỉnh giờ, tần số dao động là 21.600 và độ tích cót cũng tầm 40 giờ. Đó rồi cái chiếc này thì nó sẽ có một cái mặt đeo của chiếc này khá là dễ đeo. Các bác trông nó hơi to vậy thôi, xe mặt của em này cũng chỉ rơi vào đấy tầm 41. 41 thì sẽ phù hợp với cô tay của anh em đâu đấy, tầm 16 đổ lên anh em đeo những chiếc này thì vô cùng hợp lý. Đây em sẽ lên tay thử cho bác xem về cái chiếc này, khá là đẹp ha. Đó rồi, cái chiếc này một cái tông màu trắng, một cái mặt kính khá là trong ha. Đó mà các bác có thể thấy là trong tầm giá 4 triệu 8 các bác sẽ không kiếm được ở đâu với cái tầm với một cái chiếc đồng hồ có mặt kính sapphire đâu nha các bác nhé. Không kiếm ở đâu được cái Salomon Gen 5 với tầm giá 4 triệu 8 mà có cả kính sapphire đâu. Tại vì kính sapphire này kính sapphire zin của máy. Nhưng mà để mà nói trong phân khúc giá hiện tại em đang sale giảm ấy, thì 4 triệu 8 mà các bác đã có kính sapphire thì đây là một cái ưu điểm cực kỳ vượt trội. Đó rồi tiếp đến thì ở đây sẽ có một cái bộ dây da và cái sáu khá là đẹp, cũng là một cái khóa xiên ha. Đấy rồi ở phần đáy của chiếc này có ghi những thông tin như là một phiên bản Made in Japan, phiên bản nhập nội địa này. Đồ chứa nước của chiếc này là 50 mét nước stainless steel, rồi chứng nhận sapphire crystal. Ở đây sẽ có đầu máy là F6B24 và độ chân kính của chiếc này là chính là 22 chân kính. Đấy rồi cái chiếc này hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của nó là 4 triệu 800 nghìn đồng cho cái chiếc này. Và đây chiếc thứ hai mà em muốn giới thiệu cho các bác và tầm giá của chiếc này cực kỳ tốt rồi. Đó rồi tiếp theo thì nó sẽ có hai cái siêu phẩm mà em muốn siêu giảm trong ngày hôm nay. Chiếc này là một chiếc Oren Star. Các bác lưu ý nhá, một dòng Oren Star Open Heart Hở Tim. Nhưng nó sẽ có một cái tông màu cực kỳ đẹp mà ngày trước em đã giới thiệu đến cho bác rồi. Thì nếu như để mà nói ấy, thì nếu như mà các bác quan tâm về cái màu ấy thì các bác có thể để ý và quan tâm đến cái chiếc này. Thì màu mặt của chiếc này nó cực kỳ là hiếm và gần như là để mà nói trên thị trường nó đang chiếm một cái ưu thế cực kỳ là lớn. Thứ nhất là về cái mặt đeo của chiếc này, một cái tông màu mặt đeo màu nâu. Màu nâu này thì rất là ít khi những dòng cao cấp người ta làm. Đấy và với cái thiết kế này thì các bác có thể thấy là một cái thiết kế với trang bị và trang thiết bị đi kèm theo, phụ kiện đi kèm theo thì nó còn có cả một cái bộ dây da nhá, dây da zin của hãng nhá, khóa cũng là khóa zin của hãng. Đấy rồi ở đây thì các bác có thể thấy này, nó sẽ có hai bộ dây để cho các bác có thể lựa chọn. Đấy thì với cái chiếc đồng hồ này khi mà em về thì giá thành của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm, như trước em bán là 10 triệu,
9 triệu 9, em giảm xuống còn 9 triệu 500 nghìn đồng. Nhưng ngày hôm nay với một cái mức giá em nghĩ rằng là rất là ít ở đâu có. Giá tầm của chiếc này em đang để là 9 triệu 300 nghìn đồng, không bớt thêm nhá. Đó, không bớt thêm, 9 triệu 300 nghìn đồng. Đây là giá hữu nghị nhất mà em có thể để cho các bác về cái chiếc Orange Star màu nâu này với hai bộ dây. Em nghĩ rằng là đây là một cái giao dịch rất là hời nếu như các bác lựa chọn em này. Tại vì thứ nhất là về cái màu mặt này các bác kiếm ở đâu cũng không có cái thiết kế này đâu. Thiết kế này nó chỉ có các bác kiếm chỉ có cái bản mặt trắng đờ mi vàng. Đấy. Còn ở đây là mặt màu nâu. Cái chi tiết mạ vàng hồng PVD nó cũng cùng tông màu với cái màu mặt đây của này luôn. Đó, và với cái thiết kế của chiếc này chúng ta không còn xa lạ nữa. Một cái ưu điểm về cái màu mặt dial được đặt trên một cái chiếc đồng hồ, khá là quen thuộc với anh em, thì nó sẽ nâng một cái tầm giá trị nhất định cho cái chiếc đồng hồ này, mang một cái tính sưu tầm cực kỳ cao về cái phiên bản này đó. Và để mà nói thì đeo trên tay cái chiếc này nó cũng cực kỳ là sang. Đây em sẽ lên tay thử cho bác xem về phiên bản màu nâu này. Đó, màu nâu ha, chạy tia khá là đẹp, cực kỳ đẹp với cái phiên bản này. Thì size mặt 39.3 sẽ phù hợp với mọi cổ tay của anh em từ 15 cho đến 17. Đấy, anh em có thể đeo thoải mái giúp em chiếc này ha. Đó rồi, phiên bản này thì nó sẽ có ở đây chính là một bộ dây thép đúc đặc ha, có hai sợi chỉ phay bóng, ba sợi chỉ phay xước. Mặt đây của chiếc này chúng ta không cần đi sâu vào, tại vì cái dòng này nó quá quen thuộc rồi. Ba kim, một ô cửa sổ tim, rồi đây sẽ có một dòng chữ Orient Star Automatic, và phiên bản nhân nội địa Japan với đầu máy F6R4, đầy đủ những chức năng nhảy lên có tay, dừng kim dây khi chỉnh giờ, và có tần số dao động là 21.600. Độ tích cót của chiếc này nó hơn bản cũ rất là nhiều, 10 tiếng. So với anh em 10 tiếng thì nó cực kỳ nhiều đấy. Anh em không tin thì anh em có thể đeo đấy và lên cót tay chẳng hạn, anh em đeo thử, hoặc là anh em đeo bình thường nó cũng sẽ nạp cót cực kỳ nhanh. Rồi cái chiếc này thì nó sẽ có một cái khóa gập nhé, khóa bấm đến từ thương hiệu Orenstar. Rồi ở phần đáy của chiếc này ghi những cái thông tin như là máy Epson, chứng nhận kính sapphire nguyên khối này. Đấy, rồi stainless steel, độ chống nước của chiếc này là 100 mét nước nhá. Đó, rồi ở chiếc này phiên bản nhận nội địa. Về cái phiên bản này thì em tin chắc rằng là rất là nhiều anh em thích. Anh em nhìn từ cái nhìn đầu tiên sẽ rất là thích về cái màu này. Đấy, nhưng quan trọng là anh em có kinh tế anh em sở hữu em này hay không thì đó là một cái vấn đề khác. Và em cũng hiểu tâm lý của anh em, và em cũng siêu giảm cho anh em về những cái chiếc đồng hồ này đấy, với cái tầm giá của nó tốt nhất có thể trong cái tầm giá. Thì các bác nào quan tâm về chiếc này các bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Đó, mọi công năng của nó thì cực kỳ là ngon rồi đấy, 9 triệu 300 nghìn đồng để các bác sở hữu cho cái chiếc siêu phẩm này. Đó rồi, đây là cái phiên bản thứ ba mà trong video ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác. Và cuối cùng là một cái chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seiko. Dòng này cũng là một trong những dòng đời cao, và em nghĩ rằng là tầm giá của chiếc này em đang gửi đến cho bác, em tự tin rằng là đây cái tầm giá tốt nhất hiện tại trên thị trường nếu như để các bác mua ở trên thị trường về chiếc này hàng lướt. Đây là một phiên bản SBDC037. Thì với cái chiếc SBDC này ấy, thì các bác sẽ cực kỳ ít thấy. Tại vì thứ nhất là về cái độ độc đáo của chiếc này, gần như là ở thị trường Việt Nam thì anh em kiếm chiếc này sẽ không có, gần như là không có. Đó, mà nếu như các bác kiếm được thì tình trạng của nó cũng cực kỳ là xấu. Em tin chắc rằng như thế. Tại vì nếu như để mà nói, nó không phải là phiên bản giới hạn, nhưng nó là một phiên bản cực kỳ hiếm. Các lưu ý nhé, không phải giới hạn nhưng cực kỳ hiếm. Tại vì sao em nói như thế? Thì các bác có thể thấy ở đây, với một cái thiết kế của dòng Seiko với một kiểu dáng Pro Spec, kiểu dáng khá là thể thao, nhưng có một cái đặc điểm ở đây chính là cái viền đấy, cái viền này, cái viền men dầu bên ngoài, viền men gen bên ngoài. Viền này người ta làm bằng gốm, nhá các bác nhá, bằng gốm thì nó sẽ không bao giờ phai được cái màu này, dù kể cả xước hay là làm bất cứ điều gì. Thì ví dụ như chẳng hạn như cái viền này nó vỡ ra thì nó bên trong nó vẫn là trắng tinh vì nó là gốm. Thì với cái thiết kế viền gốm như thế này thì em tin chắc rằng đây là một cái sự độc đáo mà Seiko mang lại cho cái chiếc đồng hồ này.
phải gọi là nó sẽ có một cái thiết kế và một cái sự độc đáo cực kỳ là lớn và có độ sưu tầm cực kỳ là cao với chiếc đồng hồ này. Cho nên là em tự tin rằng là với cái chiếc này thì để mà nói ở thị trường Việt Nam hiện tại đâu đấy đếm trên đầu ngón tay thôi. Đấy, đều đếm trên đầu ngón tay là anh em sở hữu được cái chiếc này. Đó rồi chúng ta sẽ có ở đây là một cái thiết kế mặt đeo màu trắng. Vân ở đây là vân vân khá là đẹp, các bác có thể thấy vân này. Vân sóng khá là đẹp ha. Đấy vân hai sóng có hiệu ứng sáng tối, hiệu ứng mặt đều khác nhau, nhìn khá là đẹp. Đó rồi thiết kế ba kim, một ô linh ngày khá là độc đáo, được đặt ở hướng góc 4 giờ. Chiếc này là dòng Seiko Pacific, đấy một phiên bản đây Diver nhá, 200. Đó rồi ở đây thì sẽ có toàn bộ là làm với tông màu trắng và có chi tiết mạ vàng hồng PVD nhỏ ở trên cái phần kim cọc của chiếc này. Và dạ quang của chiếc này thì em không bàn tới nữa, tại vì dạ quang của chiếc này nó quá là sáng. Em tin chắc rằng là nếu như các bác mua những cái phiên bản này thì dạ quang của những chiếc này các bác không chê vào đâu được, nó quá là sáng luôn đấy. Đây đó, em chỉ để vào ánh sáng một chút thôi. Đấy, như thế này rồi các bác đeo ở bên ngoài, các bác vào trong môi trường tối là chắc chắn ánh sáng tự nhiên, xong rồi các bác vào môi trường tối thì chắc chắn những chiếc này chiếm trọn cái spotlight của anh em thích 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 những chiếc đồng hồ dạ quang. Đó rồi ở đây sẽ có một cái chi tiết nữa, đó chính là cái phần thân vỏ của chiếc này. Phần thân vỏ của chiếc này các bác có thể thấy ở đây đều được mạ vàng hồng PVD cực kỳ đẹp, kể cả núng chỉnh của chiếc này sẽ có một cái viền gốm luôn, một cái chi tiết đính gốm ở đây đó. Và với cái chiếc này là phiên bản nhân nội địa nhá, nhân nội địa đó, phiên bản Japan với đầu máy của nó là 6R15. 6R15 thì nó sẽ có tần số động của những chiếc này là 21.600 đó, và độ tích cóp của những chiếc này rơi vào đây tầm 40 giờ, nhưng đây vẫn là một trong những dòng Seiko đời cao đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc cực kỳ là cứng cáp, và độ mới của chiếc đồng hồ này em cam đoan với các bác là độ mới của nó còn cực kỳ là mới, nó phải gọi là nine new đấy. Đấy, tại vì khách hàng chiếc này đã về 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 cửa hàng của em, sau đấy được một anh khách mua và anh khách này sử dụng rất là giữ gìn đấy, và anh ấy có lên đời đó, cái chiếc này thì anh ấy bọc cả siêu vào những cái khóa này để chống xước. Các bác có thể thấy được độ cẩn thận của người tiêu dùng đó ở cửa hàng em cực kỳ cao. Đó rồi ở đây thì nó sẽ có là số serial number của chiếc này, đồng máy 6R15 phiên bản Made in Japan, phiên bản nhập nội địa nhé. Size steel và chứng nhận có kính sapphire nguyên khối, chống chảy chống xước gần như tuyệt đối. Rồi với một cái tầm giá hiện tại em đang gửi đến cho bác, mức giá của nó là 11 triệu 500 nghìn đồng. Em lưu ý nhá, 11 triệu 500 nghìn đồng. Trước em đang bán mức giá của chiếc này là 12 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, nhưng mà đợt này thì em sale giảm với bác đúng 1 triệu đồng, 11 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản Seiko Prospect này. Và các bác có thể tham khảo về kích thước sa mặt của em này để các bác có thể dễ dàng đeo hơn. Sa mặt của em này 45 sẽ vừa với cổ tay của anh em đâu đấy. Cái này là em khuyên thật nhé, em luôn khuyên thật các bác về kích thước sa mặt, tại vì nó rất quan trọng. Nếu như các bác đeo không được thì cũng rất khó chịu. Cổ tay của anh em đâu đấy tầm 17, anh em lưu ý nhé, tầm 17 anh em mới đeo được, 17 trở lên. Còn ví dụ cổ tay của em là cổ tay 16 đều khá là to bản. Còn nếu anh em nào thích kiểu dáng cổ tay to như em, đeo to như em ấy, thì anh em cũng có thể cân nhắc. Nhưng để mà nói thì đã thích rồi thì anh em không cần phải đắn đo nữa về những chiếc đồng hồ này. Đấy, anh em thích thì anh em nhích thôi. Còn để mà nói đeo đẹp nhất thì vẫn là từ 17 trở lên cho đến 18.5 đến 19 anh em vẫn có thể đeo được với chiếc đồng hồ này. Đấy, còn để tầm 16 như cổ tay của em thì anh em phải gọi là đeo đeo được thôi. Còn để mà đẹp thì em nghĩ mắt thẩm mỹ của em thì thấy không đẹp cho lắm. Đó, còn để mà nói thì anh em đeo thì tầm giá anh em sưu tầm thì đây cái tầm giá nó quá là tốt đi. Còn đối với những anh em nào về sử dụng thì nó tiết kiệm hơn cho anh em rất là nhiều. Đó rồi, trong buổi tối ngày hôm nay cũng tốn thời gian của anh em khá khá rồi. Lên đây gửi đến cho anh em đây là bốn cái chiếc đồng hồ, bốn siêu phẩm đồng hồ đến từ các thương hiệu khác nhau của Nhật, như là Seiko, Orange Star,
CZ. Thì các bác nào quan tâm về những cái mẫu sản phẩm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 77822. Em sẽ là người tư vấn trực tiếp cho bác về những mẫu sản phẩm này nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.